Tính cách nói lên điều gì? Tính cách là một phần quan trọng của con người và ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, hành động và cảm xúc. Có nhiều yếu tố góp phần vào việc tạo ra cái tính cách của mỗi người, bao gồm di truyền. Một phần của tính cách có thể là được di truyền từ các thành viên trong gia đình. Điều này có thể bao gồm những cái đặc điểm như tính cách nghệ sĩ này, tính cách nghiêm túc này, hoặc tính cách mạo hiểm, môi trường nữa, môi trường sống này, gia đình, bạn bè và trải nghiệm hàng ngày đều có ảnh hưởng đến tính cách của mỗi con người. Những trải nghiệm này có thể hình thành các giá trị, niềm tin và phản ứng cụ thể trong các tình huống khác nhau nữa. Giáo dục và văn hóa thì cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc định hình tính cách của mỗi con người chúng ta, cách mà mỗi người được giáo dục và những cái giá trị mà họ được khuyến khích tuân thủ có thể ảnh hưởng lớn đến tính cách của họ. Trải nghiệm cá nhân, những cái trải nghiệm của mỗi người mỗi khác, bao gồm cả những cái thành công và cái thất bại, cũng có thể là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tính cách. Cách chúng ta xử lý và học hỏi từ những cái trải nghiệm này có thể tạo ra các cái khía cạnh độc đáo trong tính cách của chúng ta. Các đặc điểm tính cách đóng vai trò quan trọng việc định hình con người chúng ta từ hướng nội đến hướng ngoại và mọi thứ ở giữa nữa. Tính cách của chúng ta ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh, cách chúng ta nhìn nhận bản thân và tiếp cận các cái khía cạnh của cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu vào cái sự phức tạp của các đặc điểm tính cách, bao gồm này hướng nội, hướng ngoại, sự linh hoạt và hòa đồng là hướng chung. Chúng ta sẽ khám phá cách cái tận dụng những cái điểm mạnh của mình, nhận diện những cái điểm yếu và học từ những nhân vật có ảnh hưởng để hiểu về bản thân mình một cách tốt nhất. Hiểu biết về các cái đặc điểm tính cách. Thứ nhất, đó là hướng nội, introvert. Những người hướng nội thường tìm kiếm năng lượng trong cái sự cô đơn, thích môi trường yên tĩnh để nạp lại năng lượng. Họ có xu hướng nội tâm, suy nghĩ sâu sắc và thích thú với các cái cuộc trò chuyện riêng tư sâu sắc hơn là các cái buổi tụ họp lớn. Mặc dù trong môi trường xã hội họ có thể dường như là rất là kín đáo, nhưng thường giỏi trong các hoạt động sáng tạo và tư duy phân tích. Người hướng ngoại nói chung, extrovert, ngược lại là những người thích sự giao tiếp này và thu thập năng lượng từ việc ở gần người khác. Họ hoạt bát, hòa đồng và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Người hướng ngoại thường nghĩ gì nói đấy, rất thoải mái trong các nhóm nơi họ có thể tỏ ra mình một cách tự do và tương tác khác. Sự linh hoạt nữa, đó là một tính cách khác. Omnivert, những người có tính cách linh hoạt hay còn được gọi là những người đa năng, thể hiện các đặc điểm của cả hướng nội và hướng ngoại. Tùy thuộc vào tình huống, họ có thể thích ứng với các hoạt động xã hội khác nhau và cảm thấy thoải mái cả khi ở môi trường mà có nhiều người hoặc môi trường mà chỉ có một mình họ. Họ cho phép tác động ngoại cảnh này và cảm xúc cá nhân quyết định họ sẽ là người hướng nội hay hướng ngoại trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nếu omnivert trong trạng thái hướng ngoại, họ sẽ lăn xả hết mình vì bữa tiệc. Ngược lại, nếu rơi vào trạng thái trầm lặng của người hướng nội, họ sẽ thu mình hết cỡ hoặc thậm chí từ chối lời mời tham gia. Người tiếp theo, tính cách tiếp theo là hòa đồng, hướng chung, ambivert, được sử dụng thường ngày và cũng được nhiều người biết đến hơn đề cập đến những người sở hữu một cái tính cách rất là đa dạng, bao gồm các khía cạnh của hướng nội, hướng ngoại và sự linh hoạt nữa. Những người hòa đồng, tức là hướng chung, thích nghi nhanh chóng và có thể chuyển đổi một cách mượt mà giữa các ngữ cảnh xã hội khác nhau, hút năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau theo nhu cầu. Trong những cái cuộc gặp mặt hay những cái buổi tiệc thì ambivert không có thói quen tìm kiếm sự chú ý hoặc cố gắng trở thành một tâm điểm của mọi người. Những người thuộc nhóm ambivert chỉ muốn những cuộc trò chuyện thân tình như là một cách để họ thể hiện bản thân với người khác. Có thể nói là ambivert là kiểu cách mà mọi người đều yêu thích vì họ chẳng ngần ngại chia sẻ bản thân và thể hiện cảm xúc, cảm nhận đến những người xung quanh. Ambivert hướng chung biết cách tận hưởng buổi tiệc theo cách riêng của mình. Và bây giờ sẽ nói về tận dụng điểm mạnh. Thì theo người hướng nội thì phát huy khả năng tập trung tư duy thấu đáo để nghiên cứu, để sáng tạo hoặc là viết lách. Còn người hướng ngoại là tận dụng khả năng giao tiếp, thuyết trình để lãnh đạo, truyền cảm hứng, kết nối với mọi người. Còn người hòa đồng, tức là hướng chung, phát huy khả năng thích nghi dung hòa để hợp tác, giải quyết mâu thuẫn, xây dựng những cái mối quan hệ. Người cuối cùng, tính cách cuối cùng là linh hoạt, tận dụng khả năng sáng tạo, thích nghi để đổi mới, giải quyết vấn đề, nắm bắt các cơ hội, khắc phục các cái điểm yếu của từng tính cách. Là người hướng nội thì nên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tham gia hoạt động xã hội để tăng cường kết nối, mở rộng mối quan hệ. Còn người hướng ngoại, cải thiện khả năng lắng nghe, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động để tránh vội vàng, thiếu chính xác. Còn người hòa đồng
tính cách hòa đồng hướng chung, rèn luyện khả năng ra quyết định, bảo vệ chính kiến để tránh bị ảnh hưởng bởi người khác. Người cuối cùng, tip cuối cùng là linh hoạt, xác định rõ mục tiêu, giá trị bản thân để có định hướng phát triển rõ ràng, tránh bị dao động bởi người các cái yếu tố ở bên ngoài. Và ví dụ về cách người nổi tiếng tối ưu hóa tính cách của họ nhé. Thứ nhất là Emma Watson, là một người hướng nội, thì cô đã biết tận dụng khả năng lắng nghe, suy nghĩ sâu sắc. Emma Watson nổi tiếng với vai diễn Hermione Granger trong Harry Potter, một nhân vật thông minh, ham học hỏi. Trong cuộc sống thực thì cô cũng là một người hướng nội, thích dành thời gian để suy ngẫm, học hỏi, phát huy khả năng tập trung. Và Emma là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc nữa. Cô có thể dành nhiều thời gian, tâm huyết cho các hoạt động xã hội, khả năng tập trung rất là cao độ giúp cô hoàn thành tốt vai trò của mình và tạo ra những cái ảnh hưởng tích cực đến xã hội, đến công chúng. Vượt qua rào cản giao tiếp, là một diễn viên thì Emma Watson buộc phải học cách giao tiếp và diễn thuyết trước đám đông. Cô đã tham gia nhiều các cái khóa học kỹ năng mềm và luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Người tiếp theo đó là Elon Musk, tức là hướng ngoại, tận dụng khả năng truyền cảm hứng của ông, bởi vì ông là một nhà lãnh đạo tài ba ai cũng biết đến. Vì với cả khả năng truyền cảm hứng cho các cái nhân viên và nhà đầu tư nữa, ông thường xuyên chia sẻ tầm nhìn của mình và khích lệ mọi người cùng nhau nỗ lực để đạt được cái mục tiêu chung, phát huy khả năng thích nghi. Và Elon Musk là một người thích đổi mới này, thích sáng tạo này, ông không ngại thử nghiệm những cái ý tưởng mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Khả năng thích nghi giúp ông thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ xe điện Tesla đến du hành vào vũ trụ hay lên sao Hỏa. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Elon Musk thì là một người làm việc rất chăm chỉ, nhưng ông cũng dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Ông cho rằng cái việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều rất quan trọng để duy trì năng lượng, sự sáng tạo. Hiểu tính cách của bản thân, làm bài trắc nghiệm tính cách thì bạn có thể làm những cái bài trắc nghiệm trên mạng như là 16 personality, share Enneagram, quan sát hành vi, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, trao đổi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp để nhận phản hồi, nhận feedback, viết nhật ký nữa. Nghề nghiệp, những cái nghề nghiệp mà phù hợp với những người như là hướng nội thì có thể là nghề nghiệp nghiên cứu, khoa học, kỹ thuật, toán học, lịch sử hoặc là triết học. Nghề nghiệp sáng tạo, viết lách, nghệ thuật, thiết kế này, âm nhạc này. Nghề nghiệp tư vấn để tâm lý giáo dục, trị liệu. Nghề nghiệp lập trình nữa, phân tích hệ thống, phát triển phần mềm, lập trình máy tính này. Hướng ngoại, extrovert thì nghề nghiệp có thể là phù hợp với kinh doanh, bán hàng, marketing, sales, quản lý, quan hệ công chúng. Và có thể về giáo dục thì là giáo viên, giảng viên hoặc là làm huấn luyện viên nữa. Nghề nghiệp nghệ thuật thì cũng có thể là diễn viên, ca sĩ, MC, nghệ sĩ giải trí. Nghề nghiệp chính trị có thể trở thành một nhà lãnh đạo, nhà hoạt động xã hội, chính trị gia. Hòa đồng là người hướng chung, ambivert, có thể hợp với nghề nghiệp ngoại giao, quan hệ quốc tế, luật sư. Nghề nghiệp truyền thông như là báo chí này, tuyên truyền, marketing, PR, có thể làm trong nhân sự nữa để tuyển dụng, đào tạo, phát triển con người, quản lý các cái dự án, lãnh đạo, điều phối. Người linh hoạt, tiếp người cuối cùng, omnivore, là nghề nghiệp hợp với cả người này là doanh nhân này, sáng lập công ty, nhà đầu tư. Về nghệ thuật có thể làm diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế. Nghề nghiệp tư vấn, chuyên gia tư vấn về huấn luyện viên, mentor, và có thể làm freelancer nữa, làm việc tự do, linh hoạt theo các cái dự án nữa. Và một vài lưu ý nhé, đây chỉ là những cái gợi ý thôi, không phải là quy tắc tuyệt đối, nên dựa vào sở thích, năng lực, mục tiêu nghề nghiệp để có thể lựa chọn. Quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái và phát huy được cái năng lực bản thân trong mọi công việc, trong cuộc sống, để tận dụng những cái điểm mạnh tự nhiên trong cái tính cách của bạn và khắc phục những cái điểm yếu đấy. Việc quan trọng là tự nhận thức, nhận biết và chấp nhận những cái khuynh hướng và xu hướng tự nhiên của chúng ta, hiểu rõ sở thích của chúng ta trong các cái tình huống xã hội hay cuộc sống, cách tiếp cận, giao tiếp và phương pháp giải quyết các cái vấn đề, giúp chúng ta tận dụng được cái điểm mạnh tuyệt đối, tận dụng điểm mạnh sau khi nhận ra cái điểm mạnh của mình, chúng ta có thể tích cực tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình hơn. Đối với những cái người hướng nội, điều này có thể liên quan đến tham gia các cái hoạt động để một mình này, để kích thích cái sự sáng tạo này, trong khi những cái người hướng ngoại có thể phát triển tốt hơn trong cái vai trò lãnh đạo, yêu cầu tương tác thường xuyên với người khác, làm việc nhóm chẳng hạn, học hỏi liên tục, nhận ra các lĩnh vực cần cải thiện, tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển, dù đó là phát triển kỹ năng giao tiếp tốt hơn hoặc học cách quản lý căng thẳng hiệu quả hơn, khắc phục nhút nhát, rụt rè, chinh phục kỹ năng giao tiếp và thuyết trình,
Mình ý, thì mình từng là một người rất là nhút nhát, rụt rè trước đám đông. Bản thân mình thì thấu hiểu những cái khó khăn và lo lắng khi phải giao tiếp hay thuyết trình trước đám đông. Mình nhớ lại những cái lần mình run rẩy ấp úng lần đầu tiên, thậm chí là không thể cất lời khi đứng trước đám đông lần đầu tiên ở trường đại học. Mình nhận ra cái tầm quan trọng của việc trau dồi kỹ năng này. Hành trình chinh phục kỹ năng giao tiếp và thuyết trình của mình bắt đầu từ việc là, thứ nhất là nâng cao kiến thức, đọc sách, tìm hiểu, mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau như là kinh doanh, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, những cái mà mình yêu thích nữa, rèn luyện tư duy. Ba tư duy phổ biến mà mình cho là cần thiết là tư duy phân tích, phản biện và thiết kế, cập nhật thông tin, theo dõi tin tức, sự kiện, xu hướng mới để có vốn hiểu biết rộng rãi hơn, up to date. Thứ hai là chuẩn bị kỹ lưỡng với các bài thuyết trình, presentation, chuẩn bị thông tin đầy đủ, xúc tích, sử dụng hình ảnh, biểu đồ để có thể minh họa cho cái bài thuyết trình của mình được thuyết phục hơn, tập luyện nhiều lần trước gương hoặc trước mặt người thân hoặc là thu lại video, audio. Với giao tiếp thì tìm hiểu về chủ đề chung của buổi gặp gỡ này, tìm hiểu thông tin về những cái người tham dự. Bạn có thể tìm hiểu trên profile của họ, mạng xã hội, LinkedIn, sở thích nghề nghiệp cá nhân hoặc các cái hoạt động gần đây. Đây không phải là stalking mà đây là chỉ biết thêm về thông tin của họ thôi. Chuẩn bị câu hỏi để mở đầu hoặc duy trì một cái cuộc trò chuyện khi mà chúng ta ở cái buổi gặp gỡ. Thứ ba là luyện tập thường xuyên. Giao tiếp và thuyết trình là một nghệ thuật cần được rèn luyện qua cả lý thuyết và thực hành. Tham gia các cái hoạt động tập thể, các câu lạc bộ hay đơn giản là trò chuyện với bạn bè là cách hiệu quả để nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn. Là người hòa đồng, xen lẫn hướng nội như mình ý, thì mình hạn chế thời gian giao tiếp thay vì tham gia quá nhiều hoạt động cùng một lúc. Mình tập trung vào những cái cuộc trò chuyện chất lượng hơn, kiểu như small talk, deep talk với một hoặc hai người. Mình chọn lọc cái môi trường giao tiếp, tham gia các hoạt động phù hợp với sở thích và tính cách của bản thân, chứ không phải là buổi họp mặt nào cũng đi hay là nơi nào cũng tới. Tìm kiếm đồng minh, kết bạn với những người có tính cách hướng ngoại để học hỏi và bổ trợ cho cái sự khác biệt của bạn. Khắc phục nhút nhát, rụt rè không phải là điều dễ dàng, nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu bạn kiên trì rèn luyện và không ngừng học hỏi. Hãy tin tưởng vào bản thân, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Bạn sẽ dần chinh phục được kỹ năng giao tiếp và thuyết minh, mở ra cái cánh cửa thành công trong cuộc sống. Đây, mình sẽ để ở đây cái bảng mẫu tóm tắt các cái tính cách. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho bạn và những người đang gặp khó khăn trong cái việc giao tiếp và thuyết trình, cũng như là đang trên đường khám phá tính cách bản thân để phát huy trở nên một cái phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.